Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để nuôi chim bồ câu gà Mỹ khi mà mình mới mua về nhé. Tại vì với những cái trang trại nuôi chim bồ câu á thì họ có kinh nghiệm nuôi rất là ok, dày dặn rồi. Còn đối với những người mới nuôi chim bồ câu, mới mua về á, thường thường là cái kỹ thuật nuôi chim bồ câu hầu như là không có, hoặc là chỉ là sở thích mình nuôi chim thôi. Vậy thì để làm sao để có thể nuôi tốt cho những cặp chim bồ câu mình mới mua về. Đây là cặp chim bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ nha mọi người. Thì để nuôi tốt chim bồ câu gà Mỹ á, thì mình đi vào một cái vấn đề đầu tiên, đó là cái lồng của con chim bồ câu gà Mỹ. Nhiều người có nhắn tin hỏi mình á, là tại sao cái cặp bồ câu gà Mỹ á, mà em mua, có thể là em đến trại em xem á, thì nó rất là yêu nhau, nó đang đẻ tốt, nhưng mà khi mà về nhà em á, thì nó đánh nhau rất nhiều. Thì đây mọi người có thể để ý, khi mà mình bảo là em ơi em chụp cho anh cái tấm hình hoặc là quay cho anh lại một cái video ngắn em đang nuôi chim bồ câu gà Mỹ nó như thế nào, thì là quay cho mình cái việc là nuôi con chim bồ câu gà Mỹ trong cái chuồng rất là nhỏ như thế này. Mọi người lưu ý nhé, là mình không thể nào mà mình nuôi chim bồ câu gà Mỹ trong một cái chuồng nhỏ như thế này. Cái này là mình chỉ có nuôi chim kiểng, chim chích chòe, chim chào màu, chim khu đất các thứ được thôi nha mọi người. Cái chim bồ câu gà Mỹ là chắc chắn với mọi người 100% mình không thể nào mà nuôi ở trong cái lồng nhỏ như thế này được. Tại vì cái bộ khung của chim bồ câu gà Mỹ rất là to. Mọi người thấy không? Nó đứng một cái là nó đã cái chiều dài thì của nó đã gần hết cả cái chiều rộng của cái lồng này rồi. Thì nếu mà bồ câu mình nuôi theo cặp mà thì hai con như thế này 100% nó không đủ cái môi trường để nó sinh hoạt tốt rồi, thì thật ra nó có thể nó đánh nhau mặc dù nó là một cặp. Cái thứ hai á, là khó để nó có thể phát triển được. Và thật ra nếu mọi người nuôi trong một môi trường bí bách như này là chim bồ câu á, mình khẳng định với mọi người luôn, đó là 100% không bao giờ cái cặp chim bồ câu này nó đạt như mong muốn. Và thậm chí có những con nhịn ăn luôn á, nhịn ăn để nó đang xuất luôn nha mọi người. Nên mọi người phải cực kỳ lưu ý. Cái kỹ thuật thứ nhất á, đó là kỹ thuật về lồng, là phải một cái lồng to. Cái lồng to như là lồng mình đang nuôi ở trên này nha mọi người. Bồ câu gà Mỹ ở trên này mình nuôi khá là nhiều á. Đây, mình đang có mặt ở Sài Gòn nha mọi người nha. Thì đây, quay trở lại cái vấn đề nuôi chim bồ câu như thế nào mới mua về để thành công. Thì cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về cám. Cái vấn đề này là quan trọng lắm mọi người. Cái vấn đề này là mình nhắc mọi người rất là nhiều rồi. Cho chim bồ câu ăn gì? Cái vấn đề này chắc lên Google hỏi nó sẽ cho mọi người vài ngàn kết quả trong khoảng bao nhiêu giây đó. Nhưng mà mình sẽ tóm gọn để cho mọi người biết một cách nhanh nhất có thể. Đó là trộn cám và bắp. Và cám ở đây là mọi người cho nó ăn cám gà đẻ nhé. Tại vì cám gà đẻ thì chim bồ câu nó ăn và nó sẽ kích thích cái việc đẻ trứng của chim bồ câu rất là nhanh. Và cái vấn đề tiếp theo đó là vấn đề mình làm ổ đẻ cho con chim bồ câu. Và nếu như mình lấy ví dụ đây là một cái chuồng to đi, thì mình sẽ để chuồng cái ổ đẻ cho chim bồ câu nó trệt ở dưới đáy luôn nha mọi người. Trệt dưới đáy luôn. Và cái rổ của nó thì chắc mình nghĩ rằng chắc phải to gấp đôi cái gáo này mình đang cầm, chắc phải to gấp đôi gáo này nhá. Thì để vừa cho con chim bồ câu mẹ nó nằm và cộng thêm 2 đến 3 con chim bồ câu con khi mà nó lớn lên tương đương với bố mẹ, thì nó phải nằm vừa cái ổ đó nha mọi người. Không gì nó sẽ, thứ nhất là quá chật thì nó sẽ làm vỡ trứng. Cái thứ hai là nó không chịu nuôi con. Đấy, mọi người cực kỳ lưu ý. Còn khi mà mình nuôi trong một môi trường quá chật hẹp như vậy, thì mọi người biết có một cái tác hại nữa không? Đó là lông, bộ lông con chim bồ câu không bao giờ đẹp được. Tại vì lông cánh của nó sẽ bị xước đó mọi người nhé. Lông cánh của nó sẽ bị xước theo thời gian á. Theo thời gian, ví dụ là ngày qua ngày, tháng qua tháng á, nó sẽ vỗ cánh rất nhiều, thành ra lông của nó bị xước và lông rụng và chim bồ câu nó sẽ cắn nhau. Mọi người thấy, mặc dù là chim bồ câu, dòng chim nói chung đi là cái dòng cực kỳ nhát gan,
nếu như là mình càng nhốt trong một môi trường chật hẹp quá thì thành ra là nó ảnh hưởng đến tâm lý và stress rất là nhiều. Nên là có nhiều con chim bồ câu có thể đang đẻ tốt ở trại mình luôn, nhưng mà anh em về mà nuôi không đúng cái kỹ thuật á thì thành ra là chim bồ câu nó không đẻ hoặc là đẻ rất thưa. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân khiến mình nuôi con chim bồ câu nó không đạt yêu cầu và không đạt như mong muốn của mình. Còn đối với chim bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ như mọi người đang thấy, đây là chim bồ câu cặp này là tầm khoảng là 5 tháng tuổi hơn. Cặp này là chuẩn bị bước vào thời kỳ sinh sản nha mọi người. Chuẩn bị bước vào thời kỳ sinh sản đấy. Tại vì chim bồ câu mọi người nuôi từ lúc quả trứng bắt đầu nở ra thì 5 tháng nó mới bắt đầu đẻ nha mọi người. Đấy, nên là mọi người cũng lưu ý là cái khoảng thời gian nó đẻ để mình biết mình có thể làm được cái rổ đẻ. Rổ đẻ thì mọi người cũng không nên làm quá sớm khi mà chim bồ câu còn non tuổi đâu. Nếu mà non tuổi mà mình làm ổ đẻ sớm thì ở trên đó nó hay đọng lại phân đó. Thì thật ra là mình hay phải dọn nó mệt. Thì thật ra trong khoảng bắt đầu vào tháng thứ 5 á, rồi mọi người hãy làm ổ đẻ cho con chim bồ câu hoặc là 4 tháng hơn á, thì mình có thời gian mình bắt đầu làm cũng là ok rồi. Mọi người thấy không? Nếu mà mình nhốt chung mà trong một môi trường chật hẹp như vậy, mọi người thấy nó hay mổ nhau không? Còn dù đây là một cặp rất ok, nó là một cặp chống máy 100% đó. Nhưng mà nó hay mổ nhau và nó vờn nhau và cảm giác rất là mệt. Nên là mọi người cực kỳ mọi người lưu ý nhá. Tại vì trên các hạ tầng bây giờ cũng hạn chế với việc là mình cầm nắm con động vật đó. Thì tại vì mình sẽ làm trong những cái rổ như thế này và mình sẽ phân tích nội dung để mọi người xem luôn. Thì bây giờ này mình sẽ bắt con chim bồ câu này, mình sẽ làm động tác khá nhanh thôi để cho nó vào đúng cái ổ của nó, vào đúng cái ổ đẻ của nó như thế nào để cho đúng kỹ thuật nhé. Đây, có thể như là khi mà mình lấy ví dụ đi, mình đi mua chim bồ câu giống và mình nhốt vào những cái này, khi mà mình mang về ấy, thì mình sẽ làm một cái chuồng to như thế này nha mọi người. Và ngang 50 nha, dài 1 mét này. Bên trong rổ đẻ như mình nói, để như thế này. Và bên trong này để sẵn một cái miếng lót ổ đẻ. Miếng lót ổ đẻ là bên cái này là màu đỏ, là bên mình sản xuất luôn đó nha mọi người. Đây, mình sẽ bắt con chim bồ câu ra nha. Bây giờ mình sẽ bắt con chim bồ câu ra trước này. Sống ở trong một cái lồng to như này nha mọi người. Đối với những cái lồng mà nhỏ như này này thì mình có thể nói là thích hợp để mình nuôi chim bồ câu xòe, như bên cạnh thì có thể nuôi được. Đây, mình sẽ thả vào những cái lồng to như này nha mọi người. Đây, nó phải thoải mái như thế này, nó đi lại thoải mái và là sinh hoạt, và lông của nó không có bị xước. Tại vì mình nuôi chim kiểng mà mình rất là cưng. Nếu mình để vào những cái lồng nó quá chật hẹp á thì 100% với mọi người luôn. Mọi người thấy con kia nó thở hồng hộc ra luôn này. Rất là quan trọng nha. Đây là cái kỹ thuật để mình mới mua chim bồ câu gà Mỹ về á, để mình nuôi nó thành công. Còn máng ăn thì mình cũng treo nó như thế này, đừng có treo cao quá nha mọi người. Mình sẽ treo thấp như thế này, ở đây là có một cái gờ. Cái lồng này thì bên mình sản xuất luôn nha, bên mình từ A đến Á luôn. Tất cả mọi thứ, máng ăn, đồ đẻ, hệ thống nước tự động, lồng, chim, bên mình tạo thành một cái vòng khép kín luôn. Nên là mình cũng rất tự hào về việc là hệ thống nông dân làm giàu của mình làm được những cái việc làm, đó là nuôi chim bồ câu theo mô hình khép kín luôn mọi người. Và mình đang hướng đến là nuôi chim bồ câu theo dạng hữu cơ luôn nha. Đấy, cho mọi người xem cái con chim bồ câu gà Mỹ này. Đây là màu nâu đỏ nha, màu này rất là đẹp này. Hàng về đến Sài Gòn xuất đi liên tục, và anh em ở dưới miền Tây, miền Bắc đồ có thứ là đều rất là thích những cặp chim bồ câu ở kênh nông dân làm giàu của mình. Cặp này thì màu vàng rơm này. Cặp này cũng khá là to nha mọi người.
Cặp này thì đã sinh sản rất là nhiều lần rồi, tầm khoảng là 9 đến 10 tháng tuổi. Đấy, bộ khung rất là đẹp. Và chim bồ câu này là chim bồ câu không già đâu nha. Chim bồ câu là vẫn còn chinh chiến được khoảng chục năm nữa đó. Còn cặp này là đang nuôi con này. Đấy, chim bồ câu khi mà quả trứng nở ấy, thì nó sẽ gắp trứng nó vứt ra ngoài như này nha mọi người. Nó vứt ra ngoài như này. Đây là màu nâu đỏ, màu mà thị trường thích nhất. Cặp này thì đang nuôi con này. Đây, mọi người lưu ý là với những cái kiến thức của mình á, thì mình hy vọng rằng những anh em nào mà mới nuôi chim bồ câu hoặc là mới mua về thì sẽ biết cái cách nuôi chim bồ câu sao cho nó hiệu quả và thành công nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.